Ban biên tập chương trình kênh tin tức online xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất và nóng hổi nhất từ làng bóng chuyền đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khắp nơi. Mở đầu chương trình là một thông tin đầy tự hào, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức làm nên lịch sử với sự tỏa sáng đặc biệt của Trần Thị Thanh Thúy, người đã khẳng định đẳng cấp quốc tế và mang vinh quang về cho bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường châu lục. Ngay sau đó, một diễn biến bất ngờ khác từ giải châu Á, đầy sát thủ trên lưới Bích Tuyền tiếp tục khiến đối thủ phải chao đảo với những pha dội bom đầy uy lực. Điều đáng chú ý là sức mạnh khủng khiếp của cô đã khiến chính Bích Tuyền phải liên tục xin lỗi đối thủ vì những pha bóng quá mạnh, đến mức khó có thể cản phá. Cuối cùng, không thể bỏ qua thông tin gây sốt trên các diễn đàn bóng chuyền, huấn luyện viên lừng danh của đội tuyển nữ Việt Nam đang phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ sau một quyết định đầy tranh cãi liên quan đến một ngôi sao đặc biệt trong đội hình. Quyết định này đã thổi bùng lên những cuộc tranh luận gay gắt về chiến lược của đội trong thời gian tới. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, đội bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức làm nên lịch sử với vai trò đặc biệt của Trần Thị Thanh Thúy. Sau khi giành chức vô địch giải bóng chuyền U23 quốc gia thì đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An chính thức lên đường đi tập huấn ở Nhật Bản vào ngày 23 tháng 9. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam có một câu lạc bộ được đi thi đấu tập huấn ở Nhật Bản. Ngay cả tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chưa từng được đi tập huấn ở Nhật Bản, nền bóng chuyền nổi tiếng về đào tạo vận động viên bắt bước một và phòng ngự đẳng cấp cao. Chuyến tập huấn kéo dài tới ngày 5 tháng 10 này hứa hẹn sẽ giúp các cầu thủ bóng chuyền nữ Long An học hỏi và cải thiện được điểm yếu cố hữu về bắt bước một cũng như nâng cao hơn nữa kỹ năng phòng ngự và các kỹ năng chuyên môn khác để sẵn sàng thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia vào đầu tháng 11 năm 2024. Trong thành phần đội bóng chuyền nữ Long An tham gia chuyến thi đấu tập huấn ở Nhật Bản lần này có 3 tuyển thủ quốc gia là Kim Thoa, Khánh Đan và Trà My. Ngoài ra, nhiều tài năng trẻ của bóng chuyền nữ Long An như Quý Uyên, Khánh Vi, Lữ Thị Phương, Như Anh, Lan Vi cũng góp mặt trong chuyến đi lịch sử này. Hành trình đầy ý nghĩa của các vận động viên nói trên có đóng góp thầm lặng của đàn chị nổi tiếng Trần Thị Thanh Thúy. Không còn thi đấu cho Pep U Blue Card nữa nhưng Thanh Thúy thực sự đã làm được những điều tuyệt vời trong thời gian khoác áo câu lạc bộ bóng chuyền nữ của Nhật Bản và những gì cô làm được không chỉ tốt cho cô mà còn giúp ích rất nhiều cho lứa vận động viên trẻ của bóng chuyền nữ Long An hiện tại. Thi đấu cho Pep U Blue Card, Thanh Thúy không chỉ kiếm được một số tiền lớn mà bất cứ vận động viên bóng chuyền nào của Việt Nam cũng mơ ước, không chỉ tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá cho bản thân khi thi đấu ở nền bóng chuyền hàng đầu thế giới, cô thực sự đã trở thành đại sứ hình ảnh. Thành những chiếc cầu của tình hữu nghị làm cho mối quan hệ giữa VTV Bình Điền Long An và câu lạc bộ Pep U Blue Card trở nên tốt đẹp, khăng khít. Nhờ mối quan hệ tốt đẹp được tạo dựng với đóng góp không nhỏ của Thanh Thúy mà lứa vận động viên trẻ của VTV Bình Điền Long An đã có cơ hội được học hỏi và trải nghiệm khi thi đấu với chính Pep U Blue Card ở cúp VTV 9 Bình Điền 2024 vừa qua khi câu lạc bộ Nhật Bản nhận lời mời của ban lãnh đạo VTV Bình Điền Long An tham dự giải đấu này. Bây giờ, họ tiếp tục có cơ hội quý giá được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn khi được PSU Blue Card mời sang tập huấn ở Nhật Bản. Dù PSU Blue Card chỉ là câu lạc bộ tầm trung ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản nhưng trình độ của họ vẫn vượt trội các câu lạc bộ bóng chuyền nữ của Việt Nam. Chức vô địch cúp VTV 9 Bình Điền 2024 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đương kim vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam LP Băng Ninh Bình là minh chứng điển hình. Được tập huấn với các vận động viên có kỹ năng chuyên môn rất tốt của PFU Blue Card hứa hẹn sẽ giúp ích cho lứa vận động viên đàn em của Thanh Thúy rất nhiều khi họ thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam vào đầu tháng 11 năm 2024. Nhật Bản là nền bóng chuyền hàng đầu thế giới. Tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản hiện xếp hạng 7 thế giới. Các vận động viên Nhật Bản nổi tiếng về khả năng đỡ bước một rất tốt và phòng ngự cực kỳ bền bỉ, kiên cường. Đó lại là những điểm yếu của các cô gái bóng chuyền Long An, nên chuyến đi tập huấn thi đấu giao hữu với PFU Blue Card ngay trước thềm giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024 là rất đúng lúc và có thể giúp họ tiến bộ lên rất nhiều. Thông tin tiếp theo, Bích Tuyền dội bom quá khủng khiếp, liên tục phải xin lỗi đối thủ tại giải châu Á. Nguyễn Thị Bích Tuyền một lần nữa chứng minh vì sao cô được xem là cỗ máy ghi điểm y của bóng chuyền Việt Nam khi tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu giữa LPB Ninh Bình và Monolife Skyvisor đến từ Philippines. Với 24 điểm ấn tượng, Bích Tuyền không chỉ tái lập thành tích của mình từ trận đấu trước với Necret Rocket, mà còn giúp LPB Ninh Bình giành chiến thắng đầu tiên tại giải câu lạc bộ nữ châu Á 2024. Nhưng điều khiến người hâm mộ không thể rời mắt là những pha dội bom đầy uy lực của cô, làm cho hàng phòng ngự đối thủ nhiều lần phải choáng váng. Cầu thủ mang áo số 10, với những cú đập bóng mạnh mẽ,
đã không ít lần khiến đối phương phải rơi vào tình thế gây bất khả kháng y khi bóng bay trúng người, buộc Bích Tuyền phải chạy sang sân đối diện để xin lỗi vì lực bóng quá mạnh. Trận đấu với Monolai cũng không phải ngoại lệ. Khi tỷ số đang là 22-14 nghiêng về Ninh Bình ở set đấu thứ nhất, Bích Tuyền nhận bóng từ pha chuyền hoàn hảo của Hoài My và tung ra cú đập mạnh như sấm sét. Quả bóng bay thẳng vào người libero của Monolai, khiến cả khán đài nghẹt thở. Ngay lập tức, Tuyền đã tiến đến và ra dấu xin lỗi, một hành động thể hiện tinh thần thể thao đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng làm tăng thêm sức nể phục trước khả năng tấn công y không khoan nhượng y của cô. Với 48 điểm chỉ sau hai lượt trận vòng bảng, Bích Tuyền đã chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách ghi điểm của giải đấu. Mỗi lần cô xuất hiện trên sân, người hâm mộ dường như đã quen với việc chờ đợi những cú dứt điểm mạnh mẽ, làm khuynh đảo hàng phòng ngự đối phương và đẩy trận đấu lên đỉnh cao kịch tính. Những khoảnh khắc Bích Tuyền xin lỗi đối thủ sau mỗi cú đập như sét đánh xuống sân, vừa làm khán giả thích thú, vừa là minh chứng cho sức mạnh vượt trội mà không ai có thể phủ nhận. Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đã không ngừng bàn tán về những màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Thị Bích Tuyền, và họ còn ưu ái dành tặng cho cô một biệt danh cực kỳ thú vị, Tê Tuyền Sorry. Biệt danh này ra đời từ chính hành động đầy khiêm tốn của Bích Tuyền mỗi khi cô thực hiện những cú đập bóng mạnh mẽ đến mức khiến đối thủ bị bất ngờ và phải nhận những pha bóng thẳng vào người. Mỗi lần như thế, cô đều chạy sang phía sân đối diện để ra dấu xin lỗi, tạo nên một hình ảnh vừa thể thao, vừa đầy sức mạnh nhưng lại ấm áp và đáng mến. Chiến thắng ấn tượng trước Monolai Skyvisor không chỉ giúp LPB Ninh Bình lấy lại tinh thần sau trận thua trước Nekret Rocket, mà còn giúp đội bóng tạm thời leo lên vị trí nhì bảng B, tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua tiến vào vòng trong. Tuy nhiên, thử thách chưa dừng lại ở đó khi vào hôm nay, ngày 24 tháng 9, đoàn quân của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng sẽ đối đầu với Saipa Tehran đến từ Iran trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trận đấu này không chỉ là cơ hội để Bích Tuyền và các đồng đội khẳng định sức mạnh của mình, mà còn là trận quyết chiến để giành tấm vé quan trọng vào vòng tiếp theo. Trong khi đó, hóa chất Đức Giang Lào Cai, đại diện thứ hai của Việt Nam tại AVC Club 2024, đã có một trận thắng đầy kịch tính trước Quai Tơ Xin, Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 23 tháng 9, tạo ra làn sóng hy vọng và động lực cho LPB Ninh Bình. Với tinh thần chiến đấu quả cảm của cả hai đội bóng, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đang háo hức chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của Bích Tuyền và đồng đội. Liệu LPB Ninh Bình có thể tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng và vượt qua Saipa Tehran để viết tiếp câu chuyện lịch sử tại giải đấu lần này? Hãy cùng hồi hộp đón xem và cổ vũ hết mình cho những nữ chiến binh Việt Nam, đặc biệt là Bích Tuyền, người đang khiến cả châu lục phải ngưỡng mộ với sức mạnh phi thường và tinh thần thể thao cao thượng của mình. Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ không chỉ là cuộc đọ sức căng thẳng, mà còn là một bữa tiệc bóng chuyền đầy kịch tính và cảm xúc bùng nổ. Thông tin cuối cùng huấn luyện viên lừng danh bóng chuyền nữ Việt Nam gây tranh cãi dữ dội vì quyết định đối với một ngôi sao đặc biệt. Được coi là huấn luyện viên giàu thành tích bậc nhất trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng nhà cầm quân này vừa gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ vì một quyết định khó hiểu. Huấn luyện viên hóa chất Đức Giang Phan Văn Long vừa gây tranh cãi lớn trong cộng đồng bóng chuyền Việt Nam khi dẫn dắt đội bóng chuyền nữ ngành hóa chất tham dự giải vô địch các câu lạc bộ châu Á 2024 tại Thái Lan. Ngay trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự giải đấu này, hóa chất Đức Giang đã bỏ ra số tiền không nhỏ để chiêu mộ chủ công người Nga Elena Samolenko. Tuy nhiên, huấn luyện viên Phan Văn Long khiến hàng loạt cổ động viên đặt câu hỏi khi ông để tay đập cao 1m95 này dự bị ở trận đấu đầu tiên của hóa chất Đức Giang tại giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ châu Á năm nay. Gặp đối thủ mạnh của Kazakhstan là câu lạc bộ Qanix, hóa chất Đức Giang thua chóng vánh 0-3 trong trận đấu mà hai chủ công được ông Phan Văn Long trao cơ hội thi đấu là Trần Tú Linh và Hoàng Hồng Hạnh chỉ ghi được lần lượt là 12 và 10 điểm do gặp phải hàng chắn cao của đối thủ. Trong lúc Tú Linh và Hoàng Hồng Hạnh thi đấu rất chật vật trước câu lạc bộ Qanix thì Elena Samolenko vẫn không được huấn luyện viên Phan Văn Long trao cơ hội thi đấu. Cách dùng người của nhà cầm quân này bị cho là khó hiểu và nhiều cổ động viên đặt câu hỏi hóa chất Đức Giang tốn tiền thuê ngoại binh người Nga làm gì nếu huấn luyện viên Phan Văn Long không trao cơ hội thi đấu cho vận động viên này. Ông Phan Văn Long được coi là một trong những huấn luyện viên giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, nhà cầm quân kỳ cựu này từng giành hàng loạt thành tích ấn tượng ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyến quốc gia. Ông Phan Văn Long từng dẫn dắt Bộ Tư lệnh Thông tin 9 lần vô địch quốc gia 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 và đặc biệt 4 lần vô địch liên tiếp 2012, 2013, 2014, 2015, 2 lần vô địch giải đội mạnh toàn quốc 2002, 2003. Tiền thân của giải vô địch quốc gia hiện nay. 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc,
2002, 2006, 2010, 2014. Ông Long cũng từng dẫn dắt tuyển Việt Nam giành hạng 4 cúp vô địch châu Á 2012, trong đó có các chiến thắng trước tuyển Hàn Quốc, có nhiều vận động viên hạng 4 Olympic 2012, và Nhật Bản, có các tuyển thủ quốc gia Nhật Bản như Miu Nagakoka, Yuki Ishii, giành huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2006, 2012, hay 3 lần Á quân VTV Cup 2005, 2006, 2013.